Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ hội đàm với đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi có mặt bằng và hoàn tất hạng mục thi công giả phá bom mìn, vật liệu nổ, hơn 2 tháng nay, các hạng mục tiếp theo của dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên đã và đang được chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các nhà thầu đẩy mạnh các biện pháp thi công xây dựng và quản lý thực hiện với quyết tâm sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ đề ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, kinh tế của tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 6%. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,19%. Là năm đầu tiên kể từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số, xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các mặt văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, tạo sức hút cho ngành du lịch dịch vụ khởi sắc, trở thành động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác phát triển. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 31%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện thường xuyên liên tục, đã giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư tố cáo khiếu nại, kỷ luật đảng. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những vấn đề nổi cộm phức tạp bức xúc về an ninh trật tự an toàn xã hội và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, được tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời. Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên cũng kiến nghị Ban Nội chính Trung ương quan tâm đề xuất Bộ Chính trị xem xét cho chủ trương triển khai thực hiện đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tham mưu cho Bộ Chính trị có chiến lược phòng ngừa, bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm từ xa. Kiến nghị Ban Nội chính Trung ương đề xuất Ban Bí thư Trung ương sơ kết sửa đổi quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy có cơ chế chính sách đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ làm công tác nội chính của Đảng nói chung và có hướng dẫn cụ thể với cán bộ biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính cấp tỉnh. Cũng tại hội nghị, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị tỉnh kiến nghị đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương quan tâm đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông tuyến từ thành phố Điện Biên Phủ Apa Chải, tuyến thành phố Điện Biên Phủ Tây Trang góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, tránh bị động bất ngờ. Đồng thời nâng cấp lối mở Apa Chải Long Phú Trung Quốc thành cửa khẩu quốc tế, đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trên các mặt công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay,
Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Điện Biên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhất là dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, đẩy mạnh việc bảo vệ phát triển rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng, tập trung khai thác thế mạnh về du lịch, lịch sử, du lịch tâm linh. Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng chí đề nghị cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và kết luận 15 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 46 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới, kiểm soát di cư tự do, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm với ma túy, đẩy nhanh giải quyết các vụ án vụ việc không để oan sai, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều nay đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại đồn biên phòng Mường Mươn, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành. Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã được chỉ huy đồn biên phòng Mường Mươn báo cáo tóm tắt về hoạt động của đơn vị trong thời gian vừa qua. Năm 2022, đồn đã tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng đóng quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong năm, đồn đã tuyên truyền vận động thành lập 33 tổ tự quản an ninh trật tự, 338 hộ dân đã đăng ký tự quản đường biên cột mốc, thực hiện tốt chương trình nâng bước em tới trường, mô hình con nuôi biên phòng, tiếp tục phân công 11 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản biên giới, tham mưu cho đảng ủy 3 xã biên giới thành lập 7 chi bộ ở thôn bản. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, năm 2022, đồn biên phòng Mường Mươn đã chủ trì phối hợp bắt 9 vụ với 10 đối tượng tội phạm về ma túy. Bên cạnh đó, thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình liên quan đến công tác an ninh biên giới, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xã biên giới, thực hiện tốt chương trình kết nghĩa bản với bản ở hai bên biên giới. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác biên phòng trong năm 2022 của đồn biên phòng Mường Mươn. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Mươn tiếp tục bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tăng cường bám địa bàn, bám dân và tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào thường xuyên tuần tra biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống di cư tự do, ưu tiên giúp dân xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, đồng thời thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quà, động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Mươn. Ngày 17 tháng 12 tại thành phố Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Đảng bộ chính quyền huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phôn Thạ Vi Semonti, tỉnh ủy viên, bí thư, huyện trưởng huyện Mường Khoa làm trưởng đoàn. Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của hai bên, đồng thời đánh giá kết quả tình hình hợp tác trong thời gian qua. Thống nhất phương hướng trong thời gian tới, hai bên mong muốn cùng thực hiện tốt những nội dung đã được tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Ly đã ký kết, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt, truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và giữa hai tỉnh Điện Biên Phong Sa Ly nói chung, giữa thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Khoa nói riêng.
Thời gian tới, hai bên sẽ cử các đoàn đại biểu đảng, chính quyền, đoàn thể sang trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh nghiệm về phát triển thương mại và dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng trao đổi, giao lưu hàng hóa, duy trì và nâng cao chất lượng tuyến vận tải hành khách thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Khoa và ngược lại, thống nhất tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch, phối hợp tổ chức xúc tiến du lịch, khảo sát quảng bá du lịch của hai bên, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, chủ động hợp tác, đầu tư liên kết, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch, thường xuyên tạo điều kiện hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, y tế, công tác xóa đói giảm nghèo, quan tâm thăm hỏi động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh của huyện Mường Khoa đang học chuyên nghiệp trên địa bàn. Tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời thông báo tình hình có liên quan, trao đổi kinh nghiệm về quốc phòng an ninh. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, phòng chống di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép. Tăng cường hợp tác đấu tranh có hiệu quả với âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để móc nối kích động, gây chia rẽ, gây mất ổn định an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, hai bên cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Sau cuộc hội đàm, hai bên tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban đoàn thể phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung theo biên bản ghi nhớ, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Nhân dịp này, thành phố Điện Biên Phủ đã tặng 50 triệu đồng cho Đảng bộ chính quyền huyện Mường Khoa. Tại buổi hội đàm, đồng chí Phon Thạ Vistaymonty, trưởng đoàn đại biểu huyện Mường Khoa, nước bạn Lào, đã cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của đoàn đại biểu thành phố Điện Biên Phủ dành cho đoàn, mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có mặt bằng và hoàn tất hạng mục thi công giả phá bom mìn vật liệu nổ, hơn 2 tháng nay, các hạng mục tiếp theo của dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên đã và đang được chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và các nhà thầu đẩy mạnh các biện pháp thi công, xây dựng và quản lý thực hiện với quyết tâm sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là khu vực thi công xây dựng các hạng mục công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Đến nay, với hạng mục này, nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không đã hoàn thành khoan thử nghiệm cọc đất gia cố xi măng, đồng thời triển khai xây dựng móng cột điện, móng trạm biến áp của hệ thống điện, phục vụ thi công khu vực phụ trợ. Bên cạnh đó, được khởi công từ ngày 8 tháng 7 năm 2022. Đến nay, gói thầu số 15 về thi công xây dựng công trình hàng rào an ninh cũng đang được nhà thầu khẩn trương thực hiện với tuyến đường rào gạch xây T1, tuyến đường rào B40, T2, T3. Khối lượng thi công tính đến nay ước đạt gần 60% khối lượng. Tính đến thời điểm hiện nay, cái hạng mục xây dựng đường cất hạ cánh và đường lăn sân đỗ thì cũng đã được tổ chức triển khai khởi công từ giữa tháng 10 của năm 2022. Với cái tiến độ và cái yêu cầu cũng như là việc nỗ lực của chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng như là Tổng Công ty Quản lý Bay thì tiến độ sẽ khởi công thực hiện và sẽ hoàn thành các nội dung này dự kiến sẽ vào cuối tháng 8 của năm 2023 để đưa cái dự án nâng cấp mở rộng cảng không Điện Biên Phủ vào khai thác để phục vụ cho các hoạt động về kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên trong cuối năm 2023. Cùng với triển khai các hạng mục trên, thời điểm này chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cũng đang lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu số 23, cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn hiệu, biển báo đường CHC, đường lăn, sân đỗ máy bay và gói thầu số 24. Xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống camera, chiếu sáng hàng rào an ninh. Việc các hạng mục được triển khai thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Riêng về cái sân bay thì giờ đấy thì vừa rồi là tôi cũng chứng kiến là bây giờ đã làm hàng rào gần hết rồi. Thế bây giờ cũng đã khoan thăm dò rồi. Thì tôi được mong muốn làm sao là đẩy nhanh tiến độ cho nó nhanh lên. Để như thế là bà con sớm được hưởng những cái quyền lợi của chính bản thân mình. Đấy, đi lại cho nó thuận tiện. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên có tổng vốn đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV
với quy mô xây dựng đáp ứng khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương. Đây là dự án quan trọng, là công trình trọng điểm để chào mừng và phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 2024. Bởi vậy, việc triển khai xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay tại nhà thi đấu Đà Nẵng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức giải cầu lông kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên 24 tháng 12 1962, 24 tháng 12 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tham gia giải cầu lông kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên có hơn 100 vận động viên thuộc câu lạc bộ cầu lông Văn phòng, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và lãnh đạo các sở ngành, các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Tại giải đấu, các vận động viên đã được chia thành từng bảng đấu với 4 nhóm tuổi để thi đấu vòng tròn, chọn các đội nhất nhì vào thi đấu bán kết và chung kết. Giải cầu lông là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Văn phòng, đồng thời là dịp để các vận động viên là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Văn phòng và các đơn vị sở ngành được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh trao nhà tình nghĩa tại bản Pa Pốm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Dự lễ trao nhà có đồng chí Lò Thị Luyến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau gần 2 tháng xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Hoàng Văn Thanh, bản Pa Pốm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích sử dụng gần 40m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh hỗ trợ. Cũng tại buổi lễ trao nhà, đồng chí Lò Thị Luyến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng nhiều vật dụng cần thiết cho gia đình và ân cần thăm hỏi động viên gia đình ông Hoàng Văn Thanh tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Sáng nay, Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023. Thông qua chương trình nhằm phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sức cống hiến của tuổi trẻ Điện Biên để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Ngay sau lễ phát động, hơn 400 đoàn viên thanh niên tại các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang đại diện cho trên 160.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh đã tham gia quét dọn tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, bờ hồ tỉnh ủy, quảng trường mùng 7 tháng 5, đền thờ các anh hùng liệt sĩ và bờ sông Nậm Rốm. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng 2 công trình thanh niên cho các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh, mỗi công trình trị giá 25 triệu đồng, trao 40 suất học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Điện Biên vừa tổ chức lễ ký quy chế phối hợp hướng dẫn kiểm tra xác minh sơ bộ, tố giác, tin báo tội phạm với lực lượng công an các xã của huyện Điện Biên. Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Công an 21 xã thuộc huyện tập trung chủ yếu vào các nội dung Công an xã tiếp nhận tin tố giác, tin báo tội phạm, tiếp nhận người phạm tội tự thú, phạm tội quả tang, quản lý tố giác, tin báo về tội phạm, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện thực hiện tốt nội dung phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm của Công an xã cung cấp, hướng dẫn Công an xã các thủ tục có liên quan tới hoạt động tố tụng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, những ngày này nhiệt độ tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh hạ xuống thấp, trời rét đậm rét hại, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ là những đối tượng nhạy cảm, dễ mắc bệnh khi thay đổi thời tiết cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Những ngày thời tiết trở lạnh, các em học sinh của trường mầm non Him Lam thành phố Điện Biên Phủ khi đến trường đều được cô giáo nhắc nhở mặc quần áo ấm, đi giày tất, đội mũ đầy đủ. Ngoài ra, nhà trường cũng tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh như bố trí phòng học tránh gió lùa, tăng cường hệ thống đèn sưởi, lót thảm trong các phòng học.
Trong những ngày đợt rét này thì trước hết là nhà trường đã đầu tư thêm về những tấm xốp này, rồi là hệ thống đèn chiếu cho các con trong phòng học. Còn đối với các lớp thì là các cô đã chuẩn bị những đồ như là bình nước ấm này, và nhắc nhở các con là mặc quần áo đủ ấm như là giày tất này, mũ này và áo rét. Khẩu phần ăn thì là các con là đảm bảo là ấm này, ấm, và thức ăn của các con là tăng cường những cái chất dinh dưỡng để cho các con trong những mùa đông này để các con đảm bảo về sức khỏe hơn. Do thời tiết chuyển lạnh, những ngày qua số lượng bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có xu hướng tăng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Trung bình mỗi ngày, khoa lão tim mạch của bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 40 đến 60 bệnh nhân là người cao tuổi, trong đó phần lớn mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, xoang, phổi tắc nghẽn mãn tính. Tất cả những người già mà có bệnh nền như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là bệnh phổi mãn tính, tắc nghẽn mãn tính thì đều là cơ hội khi thời tiết thay đổi sẽ là nguyên nhân gây ra viêm phổi, và cũng là một số cái nguyên nhân ví dụ như là khi trời lạnh lên thì những cái bệnh suy tim các thứ cũng sẽ làm cho xuất hiện những bệnh triệu chứng nó cũng sẽ nhiều hơn và bệnh nhân sẽ xuất hiện những bệnh mãn tính nhiều hơn. Theo chuyên gia y tế, chủ động phòng tránh bệnh thường gặp trong mùa đông có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có các bệnh mãn tính. Bởi đây là những đối tượng dễ bị tái phát bệnh, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Khi ra đường thì cần phải mặc đủ ấm và hạn chế ra đường khi trời lạnh. Còn mỗi buổi tối thì cần giữ ấm ở trong nhà. Trời rét thì cần tắm trong phòng ấm và tắm nước nóng. Khi lên tắm tốt nhất là trong phòng có lò sưởi, và nên vệ sinh răng miệng rồi là súc miệng họng hàng ngày. Trời mùa đông này nên ăn tăng cường vitamin và rau quả. Dự báo thời tiết rét đậm rét hại sẽ còn tiếp tục kéo dài. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, cần chủ động giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hạn chế ra ngoài vào ban đêm hoặc dậy sớm tập thể dục vào sáng sớm. Bên cạnh đó cần cẩn trọng khi đốt củi sưởi ấm, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc do cháy và khói độc. Thưa quý vị, thời tiết lạnh giá cũng là thời điểm sức đề kháng của vật nuôi giảm do thiếu nguồn thức ăn tự nhiên và phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại trong chăn nuôi, nông dân huyện Điện Biên đã chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chủ động nhốt gia súc ở chuồng, không thả rông, dùng bạt gia cố che chắn chuồng trại, lót rơm rạ ở chuồng là các biện pháp được gia đình anh Lò Văn Chiêm ở bản Tông 2, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên thực hiện để bảo vệ đàn gia súc khi thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại. Ngoài ra, anh cũng chủ động lấy thức ăn dự trữ như cỏ, rơm cho gia súc ăn vào những ngày này. Vâng, trong mùa đông này, gia đình đã chủ động rơm cho bò và hạn chế thả rông ra ngoài. Khi nào trời lạnh quá thì gia đình sẽ chủ động là căng bạt và sưởi ấm cho bò. Thời điểm này, gia đình ông Lò Văn Mỹ, trú tại bản On, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cũng chủ động nhốt đàn vật nuôi trong chuồng, không chăn thả ra ngoài đồng. Bên cạnh đó, ngoài căng bạt che chắn gió lùa, ông cũng chủ động tích trữ thức ăn khô, thường xuyên dọn vệ sinh chuồng trại nhằm đảm bảo sức khỏe cho gia súc khi nhiệt độ giảm sâu. Sợ nó rét tối, tôi là lấy bạt là căng hai ba bên vào, không có là gió vào và con trâu. Sáng ra thì rét quá thì tôi nhớ là trong chuồng là không cho trâu đi chăn, hai nữa thì cho dơm ăn, là trồng cỏ voi là tít ít cho cỏ voi cho nó ăn. Để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi khi thời tiết chuyển lạnh, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn huyện Điện Biên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, trưởng các thôn bản tuyên truyền người dân tuyệt đối không chăn thả gia súc trong thời tiết rét đậm rét hại, đồng thời thường xuyên đi kiểm tra việc phòng chống rét cho gia súc tại các thôn bản, trực tiếp hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc cho gia súc như gia cố, che chắn chuồng trại, đảm bảo đủ ấm, chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, tăng cường vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi. Bắt đầu vào tháng 11 thì chúng tôi đã lên kế hoạch cho tổ chức các đoàn thể trong thành viên của tổ là đi tuyên truyền tới bà con, là cái thứ nhất là chuẩn bị về kho thức ăn, là thức ăn là phải dự trữ là kể cả rơm, kể cả cây ngô, cây và trồng cỏ thêm.
và kết hợp cho ăn thức ăn tinh. Và vấn đề là chống rét là chúng tôi là cũng tuyên truyền cho bà con là chuẩn bị là bạt che là chuồng trại, rồi nếu mà rét đậm rét hại quá thì cũng bảo bà con là lấy khăn, lấy bạt, lấy chăn để phủ coi như là bọc mình cho bò. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay cho đến hết tháng 12, trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ liên tục xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao từ 5 đến 7 độ C. Do vậy, các hộ chăn nuôi cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời có các biện pháp ứng phó hiệu quả, bảo vệ tốt đàn gia súc hiện có. Đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.